Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tới. Hôm nay Tới sẽ làm một quả vlog đi tập lái ô tô các bạn nhá. Bởi vì mình đang có dự định chuẩn bị mua ô tô các bạn ạ. Đấy, thì là bây giờ phải đi học lái đã. Và mình thì chưa lái ô tô bao giờ. Đi phân khối lớn có thể đi rất là giỏi, đi cũng khá là ok. Nhưng mà ô tô nó lại khác. Phân khối lớn là tay côn, nhưng mà ô tô là chân côn nữa. Tức là bây giờ phải chuyển từ tay côn xuống chân. Thao tác nó khác. Nhưng mà mình nghĩ là có một chút năng khiếu lái xe là sẽ học nhanh thôi. Đấy. Thì hôm nay là có anh thầy giáo đấy. Mình sẽ tập ở mạn khu Ion Hà Đông gần nhà mình luôn. Hôm nay có cả Mr. quay phim hú ở sau. Em chọn hàng kích thước sai. Lát nữa mình sẽ quay cho bạn xem kiểm tra hàng rồi mình tập lái ô tô được như nào nhé. Bây giờ mình sẽ quay review cho bạn xem quả xe nên mình tập là xe gì nhé. Con xe này nó có thương hiệu Vios à? Vios. Đấy. Đây. Đây là mình đang đi đến khu vực Eon này. Đấy. Thì là hôm nay mình nhìn thấy cái bên phụ, bên lái phụ đấy, nó có một hai cái chân nữa. Bên lái chính là có hai cái chân rồi. Bên này có hai cái bàn đạp. Theo như mình biết thì con này là côn này. Con này là phanh này để gọi là người thầy giáo ngồi bên cạnh này. Thầy giáo ngồi bên cạnh, ví dụ mình có chuẩn bị đâm vào đâu thì ông còn đạp phanh này. Đấy. Hay là xe chuẩn bị chất máy ông còn đạp côn này. Đấy. Nói chung là lý thuyết của mình cũng khá khá đấy, nhưng mà thực hành chưa biết. Biết là côn thì là mày nào. Đây bên trái là côn, đấy. Đấy là anh ấy đạp côn đấy, đấy, đạp côn. Ok. Lát nữa đổi lại sẽ quay. Mình sẽ đeo cái GoPro vào đầu. Xong rồi mình quay các bạn cái góc nhìn của mình là như nào. Xe này là có phải đăng ký xe dạy lái không anh? Có chứ. Đấy. Đăng ký xe dạy lái chứ. Anh có nhận dạy lái không? Dạy hay anh là nghề chính là dạy lái à? Yeah. Anh có cần kiểu em ví dụ có bạn nào muốn học ô tô khu vực ở Hà Đông à Hà Nội là anh nhận được đúng không? Nhưng người ta liên hệ anh qua kiểu gì anh? Số điện thoại này, Facebook này. Số điện thoại của anh là bao nhiêu để em? Số điện thoại là 0971492987. Đấy. Nhà các bạn nào mà có nhu cầu học lái xe anh tên là gì nhỉ, em chưa biết tên đâu. Anh Cường. Anh Cường. Bạn nào có nhu cầu học lái xe liên hệ anh Cường nhá. Số điện thoại thì mình anh vừa đọc rồi đấy. Mình sẽ để ở bên dưới một mô tả cho bạn nào cần nữa. Khu vực Hà Đông, Hà Nội nhá. Thích thì lên nhà mình chơi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đổi lái nhá. Mình sẽ sang ghế chính mình lái nhá. Các bạn cùng xem Tới, em đây là Tới nhá. Các bạn cùng xem Tới lái ô tô nhá. Chất luôn. Đấy, hôm nay cùng áo luôn này. Đấy, màu xanh luôn. Để em đeo quả này lên đâu. Biết chân đúng không? Chân côn, chân banh. Bây giờ là bước đầu tiên là thật sự an toàn. Tắt như nào nhỉ? Trước mắt là phải chỉnh á, chỉnh ghế. Chỉnh ghế, ờ đúng rồi, chỉnh ghế. Ghế các thứ để làm sao mà cái chỉnh của anh ở đây là anh. Tay mình thuận tiện nhất, đây. Chân nhận dài em trên anh. Đây, đây. Lên xuống. À, lên xuống đâu, đâu, đây và đẩy lên để xuống. Đây. Tóm lên chắc lên, đẩy lên để xuống. Rồi, đây em để tầm này được ạ. Tóm lại là làm sao để điều chỉnh để khi đạp thử côn thế nào? Đạp thử hết được không? Có cảm thấy nó hơi bị cho lên tí nữa. Rồi đấy, đang thấy vào. Đấy, mới không? Rồi đấy. Đấy, chân dài phết đấy, mét sáu. Cắt dây an toàn này. Cắt dây an toàn. Thứ hai, cắt dây an toàn. Đấy. 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 Là chi tiết. Cắm vào. Rồi, okay. Bây giờ muốn vào số này. Đạp hết chân côn. Đạp hết chân côn. Vào số đạp chân côn ở bên trái này. Rồi. Hết rồi. Bây giờ lại nhớ số chưa? Nhớ. Một là. Một này. Rồi, ok. Ép trái này. Ép trái để lên. Một. Số hai này. Ép trái để xuống. Số hai này. Số ba này. Để thẳng. Dạ. Số 4, số dưới. Dạ. Số 5, ép phải, đẩy lên. Dạ. Đó là số 5. Đấy. Chắc là cũng phải biết qua đấy chứ. Dạ vâng, em cũng biết lý thuyết là cũng giỏi phết rồi. Bây giờ là thực hành nhá. Rồi, bây giờ vào số thôi. Vào số này. Vào số 1 này. Đẩy lên cái số. Đó, ép trái đẩy lên. Phanh tay này, hạ phanh tay. Hạ phanh tay rồi. Hạ phanh tay thì kéo ngược trở lại, bóp cái. À, rồi ạ. Kéo lên để cho nó lọc lại đúng không? Con nút hạ xuống. Rồi, bây giờ nhà côn này. Nhà côn. Từ xe đi này. À, quan sát hai bên này. Xin nhan trái này. Phải xin nhan trái hả nhỉ? Có như mình xin đường bắt đầu mình đi ra. Rồi. Thi cũng như vậy luôn đấy. Đúng rồi, thi là xin nhan trái là bắt đầu thực hiện bài thi. Ok, sau khi sang rồi thì tắt xin nhan đi. Tắt xin nhan. Bây giờ mình cứ đi làn này hả anh? Đúng rồi. Đấy, giống bài 1 luôn à? Dừng chờ người đi qua đường bộ đấy chứ. Ôi, cứ bình tĩnh. Đây không phải trong xe hình nên mình cứ đi bình thường nhá. Dạ, dạ. Bây giờ trong xe hình thì mình mới đi là dừng người đi bộ. Dạ. Tiếp tục nhà côn đi này. Côn tiếp này. Một phanh này, dám một chiếc phanh thì là sẽ không đi. Đi dạ. Nhà côn.
trước mắt để mình test xem là mình hiện tại bây giờ đang tới đâu. Dạ. À, cứ đi chậm chậm này đúng không anh? Cứ đi chậm chậm, đi thẳng. Nhưng con này là để ga đăng ti là to hơn một chút rồi đúng không? Ừ, mình... một chân ga này, ga lên một tí này, để vào số này. Ga nữa đây, giữ nguyên ga, trả bớt ạ, bớt lại ga. Con này bốc thế, con này mạnh thế. Máy 1.5 thì nó rơi. Em cứ tưởng như con quay lên căng thế. Đó, ga lên nào, ga nhẹ đây. Ga giữ nguyên chân nhé, khi ga mà mình sẽ có cảm giác. Rồi. Thêm một tí nữa, rồi nhả ga đạp hết côn vào số 2. Rồi. Bỏ chân ga ra từ từ đã. Rồi sau khi nhả hết côn thì bắt đầu ga lên thêm một tí. Dạ. Ga lên một tí. Rồi. Nó sẽ khác cái xe máy là tay côn thì thành chân côn. Còn bây giờ là bỏ ga này, đạp côn vào số 3 này. Bỏ ga đạp côn vào số 3. Rồi. Bỏ ga đạp côn vào số 3. Vào số 3. Rồi, nhả côn. Phải mồi ga nữa nhanh. Mồi ga lên một tí. Rồi. Thì nó sẽ bị nhiễu máy. Chờ chị ở Viettel dữ liệu đúng không chị? Rồi, ok. À, rồi ok. Giảm tốc độ lại. Cảm ơn ạ. Úi giời, phanh thật thế. Xin nhận dần quay đầu anh. Vào số 2, Vào số 2. Đó, đi xe trái. Nhả côn đi xe đi chứ. Bỏ ga ra. Em nhả côn rồi anh không nhả. Em nhả rồi anh giữ không được ga nhá. À không được ga anh. Khi mà lúc mà mình đang người ra này thì không được ga. Vâng. Thấy không? Về lãi vừa lãi là bấm ga. Vâng. Ga tít lên. Nó sao lại lỗ chứ vạch chuẩn nó cách được nửa mét quay đầu anh. Này, có kinh nghiệm. Nhưng đây là bánh, nó tính bánh hay tính đầu xe anh? Tính bánh xe chứ. Tính bánh à? Có nghĩa là bánh của mình chưa qua vạch cách cạnh là được, cũng như cái đầu mình thò qua vạch là được à? Cái đầu xe của mình có qua vạch nhưng cái bánh mình không chạm vạch. Rồi ok. Đấy. Vậy em vào quả số 3 nhá. Rồi ok, ga lên. Ga thêm đi nữa. Rồi, bỏ ga ra, đạp côn vào số 1. Úi dồi ôi, nhà côn lại đạp ga. Rồi, đạp ga lên. Bây giờ em sẽ cho anh đi một vòng Hồ Lam Cường nhá. Một vòng Hồ Lam Cường. Đấy, giảm tốc chỗ này giao nhau. Giao nhau phải đạp côn nhạc chứ không phải đạp phanh. À, đạp côn à? Đạp côn thì nó sẽ chậm lại. Dạ. Từ từ. Và khi đạp côn chân chuyển sang trên phanh. Khi đạp côn chân chuyển sang chân phanh. Để khi ví dụ có chướng ngại vật mình mới phanh được chứ. À rồi. Đạp côn đạp ga tiếp. Đạp côn đạp ga thì như thế nó sẽ gầm máy đấy. Ui ôi, thế này phải học nhiều. Cái gì làm đâu? Giờ sẽ xi nhan trái. Ui rồi. Về số mấy thì hợp lý anh? Về số 2 đấy. Em còn chưa biết được gần tay như nào cho nó kiểu mượt, cho nó kiểu ô tô này có góc nhìn, góc nhiếp, góc khuất, góc thiết. Được đấy. Không phóng tít đấy, không cứ đi rồi đấy. Không phải không cứ đi. Nói thật là trước em đi chở gà em chạy tầm 25 đấy. Nhưng mà em chạy độc từ nhà ra chợ nó khoảng tầm gần 2 cây thôi. Mà toàn đường to thì em đi dễ. Đấy, về số. Nhìn là biết rồi, lúc sau là biết rồi. Lúc sau còn phải từ từ đúng không? Vâng ạ. Chứ mà mình không nên phô. Nhìn thấy đi về sau là biết ai. Đang thử thầy đấy. Đang thử thầy. Tí ra kia là drift, bánh xoay tít khói mù lên rồi. Đây là đúng cái kiểu thử thầy. Xem thầy nói có đúng hay không. Phải bình thường là test mình cũng phải kiểm tra đã. Dạ vâng. Không biết thế nào mình phải đỡ côn rồi. Đúng rồi. Đỡ phanh cơ thì lại. Giảm tốc độ thì là chỉ nhả. Đạp côn mà chờ phanh. Đạp côn này em tưởng chỉ nhả ga ra là ok. Nhả ga đấy là chỉ có là mình không ga thêm tốc độ khi mà tốc độ nó đang vong nhanh đúng không? Vâng. Này, một khi tốc độ nó đang vong nhanh thì đương nhiên mình phải để cả vào chân phanh chứ. Ví dụ có vấn đề gì là mình còn phanh được. À, mình chỉ sao sao hình á, tại nếu mà thấy nó như thế này là biết là sao hình cũng đã. Đi ô tô nhìn cả ra qua kính xem qua rồi. Ga căng đấy, ga không căng đâu, chả bao giờ ga được thế đâu. Em đi mô tô là cứ phải mắc vòng tua. Chết nào. Thế đang ngồi xe tải, ngồi xe này khác đúng không anh? Mai lên xe tải đó. Nhìn tầm nhìn nó cao hơn đúng không? Nó cao hơn. Nếu xe tải thì nó có xe có thêm một gương cầu rồi. Dạ. Có cái gương cầu đây. Rất là dễ. Đi xe tầng 25 rồi thì chắc chắn có rồi.
Bây giờ là đi như nào nữa anh? Cái đấy không đi, đi thẳng hay là quay lại. Đi thẳng nhá, đi đi ra eo nè. Eo đừng quay ngược lại nữa. Đây chỗ gì gọi là mình tập thôi mà. Dạ vâng. Em thấy trong này có khu này nó người ta hay tập nhiều lắm. Nhiều. Nhưng mà bây giờ nó chắn rồi. Giờ nó để cái ống cống nhưng mà cố tình vào vẫn vào được, chạy đến vỉa hè vẫn vào được. Đạp côn lên số 4 à? Như chỗ này phân khối lớn là em úp cua tầm 150 rồi đấy. Thật. Em đóng con 1000 là tầm 150 ở chỗ này rồi. Đường thoáng đúng không? Vâng. Đường thoáng tít nhanh mà cái... nhưng mà phải theo đúng là quy chuẩn của vâng. Nhà nước nhá. Vâng. Đường chạy 60 lại cứ 70-80 mà chạy thì không, bình thường là đường 70-60 nhưng đóng toàn 2 lít đấy. Không, mình vẫn phải theo cái đấy của nhà nước chứ. Theo luật là vẫn phải chuẩn. Theo luật là phải đi đúng luật. Đấy, các bạn xem clip này nhớ nhá, chạy đúng luật. Đúng làn đường, không lạng lách đánh võng. Chạy 60 là chỉ 60 ta đi thôi nhá. 60 lên 120. Lên cao tốc thì được chạy 120. Công nhận đi học máy ô tô xong rồi đi đường thì là có biển cái thứ này. Ngày xưa đi học xe máy, thứ nhất các cụ đi mua thì thuyết cho nó không phải nói dối luôn. Cụ đi mua lý thuyết cho xong rồi đi thi cũng chẳng biết được gì hết. Sẽ phải không thèm xin nhan, chúng ta phạt rồi là đúng rồi còn gì. Em quay đầu nhá, à, quên phải xin nhan. Xin nhan chậm quá. Làn đường của xe ô tô cao hẳn xe máy chưa, nào. Các bạn thì mình vần chuyên nghiệp rồi. Sang làn nào thì ok anh, làn giữa. Chuyên nghiệp rồi, đi làn giữa. Mình đi làn giữa. Buổi sau em chỉ là thao sẽ đi xe hình luôn đi chứ. Buổi sau là xe luôn đi. Mình mình mới đi học mà mình có năng khiếu đấy. Ừ, mình có năng khiếu đấy, mình áp dụng ấy. Có thằng đằng sau đấy. Ừ. Đằng sau ấy không có chẳng. Ừ, có thằng đằng sau anh ạ. À. Em cũng học máy anh ạ. À, ở à, ừ, đấy. Thằng đằng sau là khả năng khoai mình rồi. Ừ, mình đấy. Mình. Không quan trọng, bây giờ mình đi đã. Dạ. À, số 4 này. Số 4 này. Chết rồi, bây giờ đang số mấy nhỉ? Đang số 3. Đang số 3 ạ. À. Số 4. Ai, bao giờ vào số phải mượt kiểu ấy. Vào nhưng không biết là nó vào rồi ấy nhỉ? Vào thì bây giờ vào cũng phải tóm cả lòng cũng gảy ngang ngón tay. Nó không giống như cái xe của mình ấy nhỉ? Đủ tốc độ mình cứ gảy số không phải có côn được không anh? Đã số sống. Có số sống cũng vào được. Ô tô có được mà anh không được đúng không? Ô tô bắt buộc phải côn. Như bọn quick ship nó còn không cần phải về đúng không? Ừ. Không cần phải về gà, vẫn gà thì vẫn vào số. Ừ, đúng rồi, không phải dạng gà đá quick ship. Test tay đổi lái thôi nhờ. Vâng ạ. Lái để test người thứ hai thôi chứ bạn lái một thành cứng lắm rồi. Bạn lái một là gọi là cũng ổn, ổn ổn rồi. Đấy. Bạn tới là bạn lái cũng tốt lắm rồi đấy. Không phải tốt vừa đâu. Một buổi đầu đấy. À, chưa nhả rồi. À. Nó này. Đấy, đây, đổ lên bằng. Xin nhân phải nào. À, vẫn phải xin nhân phải. Đúng rồi, khi mình dừng bất kể đâu thì cũng đều phải xin nhân. À, ok. Bây giờ về hết số. Bây giờ, kéo về mò này. Kéo phanh tay. Ok. Ok, à, vậy là mình đã hoàn thành xong khóa gọi là học lái xe cơ bản đấy. Bây giờ ra làm một cốc nước. Đấy. Mặt đi. Đấy. Anh vào đây uống nước anh. Mẹ thì đang cạo mía. Con biết đi ô tô rồi, bây giờ mẹ mua ô tô cho con nhá. Cho tiền mua ô tô nhá. Như nào? Mua ô tô có tiền thì mua, lại còn cho tiền mua ô tô. Có nhưng mà mẹ phải cho con đấy chứ. Phải hỗ trợ chứ, hôm trước mẹ bảo cho con 100 mà. Cho 100 nhưng mà bây giờ không có, lúc phải mua thì có, bây giờ mua thì không thì có. Thì đợi có thì con mua nhá. Ừ. Bao giờ mẹ có 100? Bây giờ nào có được không? Ôi dồi, lâu lắm. Lái được rồi mẹ ạ. Biết lái ô tô rồi đấy.